Đi lắp karaoke mà thấy có anh có cái bể cá đẹp quá. Bể cá này thì được biết là anh tự tay làm và thiết kế. Trong khi đó như này thì thể hiện là anh rất là khéo tay đúng không ạ? Vừa là nhà đẹp, không cảnh đẹp mà âm thanh thì anh lại lựa chọn toàn bộ đều là những cái sản phẩm rất là chất lượng. Thì mời anh em chúng ta sẽ cùng đi cảm nhận một chút cái chất lượng âm thanh từ ở bên trong cho lẫn đến ở bên ngoài. Và ngày hôm nay em sẽ lắp đặt và nâng cấp thêm một cái đôi loa RH của Mỹ. Mời anh em chúng ta sẽ cùng đi cảm nhận nhé. Rất là nhiều đam mê, không những là chỉ là cá mà chim, cây, rồi là những đồ gỗ trong nhà, đến cả âm thanh bác chủ cũng mê, thật tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.